Rồi chào các bạn. Đây, cuối cùng kết quả mình đã xong rồi đấy các bạn này. Nay mình được 6 con chim nha. Đó, nay toàn rẽ thôi. Mình không có con chim gì khác cả. Thế này mình không phải là tay đánh chim các bạn. Mình đánh giải trí tí thôi, được con nào thì được thôi. Đây thế mà cũng được cái này. Xem nào. Rẽ run này. Đấy cũng có loại này là con gì thì mình không rõ đâu. Đấy. Cũng giống rẽ run nhưng mỏ ngắn hơn các bạn. Còn đây là con rẽ run thật đây này. Đấy, trên mạng có cái hình con này rất là nhiều đây này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nông của nó thì na ná nông con chim cút phải không các bạn? Đó, hơi hung hung vàng vàng này. Đây con to hơn này. Con to hơn đấy các bạn nhìn này. Đó. Loại to to rất nhiều, lông bạc bạc. Cũng giống cái con bé bé này đấy các bạn. Nhưng mà nó, con này bé lắm. Con này bé ti ti này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy thì giờ nãy nó ở đây nhiều lắm, thấy mình là nó động bay hết. Đấy các bạn thấy nhiều không? Nó cứ liên tục nó bay thôi các bạn. Đấy chỗ này cũng có cá này các bạn. Mình không đánh rồi. Không có cá gì không hay là rô phi thôi. Mang ấy ra đây đánh ngại lắm. Cũng xa nhà các bạn. Đấy, chim đấy, đây là bãi đánh này các bạn này. Chắc chắn là đánh sâm chích nhà được rồi các bạn. Nước nhiều vậy mà. Giá mà nó bay ở đây con sâm hay con bồng kép thì mình ăn thử xem làm sao nhỉ các bạn. Mới nó ngon không. Đấy thì mình có 60 mét nữa đấy các bạn. Thì các bạn ở khu nào mà đẹp như vậy mà thấy có chim thì các bạn cứ răng nhé. À sẽ được thôi. Đấy cũng như mình thôi. Tự nó xa thôi các bạn. Đấy, nó mà xa cả đàn là gì qua mình đi à, ruộng đằng kia nó lao một đàn, nó trăm con nó lao sang đây mà nó khôn các bạn, nó nhìn lên núi là nó tránh hết mà lúc đấy 5:30 là nhá nhem lắm rồi mà sao nó vẫn nhìn thấy nhá, nó cũng tinh lắm đấy các bạn, hồi nó ngu luôn. Ok thì mình xin kết thúc video tại đây nhá. Thì mọi ý kiến thì các bạn hãy để lại comment và đừng quên ấn like và đăng ký kênh giúp mình nha. Rồi cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ.